Mến chào bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Bạc 1997. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con và các bạn khu du lịch sinh thái Hương Rừng. Và để cho bà con và các bạn tiện đến cái khu du lịch sinh thái Hương Rừng này, thì mời bà con và các bạn cùng nghe hướng dẫn cái cách mình đi đến khu du lịch sinh thái này như thế nào nha. Du lịch sinh thái Hương Rừng của em thì nó có hai con đường đi, tức là nếu em xuống từ Mẹ Năm Hải xuống là điểm của em khoảng 6 cây. Dạ. Dạ. Có thể đi được xe ô tô từ 17 chỗ. Dạ. Đấy, tới là 7-8 chỗ gì đó. Dạ. Rồi còn khách đi xe lớn hơn nữa thì có thể đi quốc lộ 1A và đi đường Hòa Bình. Dạ. Đi ra rồi rẽ lên từ đó chỗ cầu 30 tháng 4 lên lên em khoảng 2 cây nữa. Dạ. Dạ, đấy là hai cái tuyến đường đi. Dạ. Để cho khách dễ kiếm nhất. Dạ. Còn thêm một tuyến đường nữa là từ Hiệp Thành. Dạ. Đi xuống cầu số 7 tới cầu 12 và rẽ ra. Đấy, thì cũng đi được xe 17 chỗ. Xe máy, xe ô tô từ 7 đến 17 chỗ. Dạ. Đấy, dạ, dạ. Đấy là tuyến để cho khách tới cái điểm tham quan của em dễ dàng mà không phải vất vả kiếm tìm. Thì khách có thể lên Google Maps ạ. Dạ. Hoặc là Google thường để gõ là điểm du lịch sinh thái Hương Rừng. Dạ. Bạc Liêu, huyện ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Dạ. Dạ. Đây là tuyến đường mình đi từ đèn xanh đèn đỏ của thị trấn Hòa Bình đi vô nha các bạn, đi ra đường Sở Vĩnh Hậu. Đây là mình chuẩn bị tới cái đoạn cầu 30 tháng 4. Đây là cầu 30 tháng 4 nha bà con. Này, tới cái cổng vô của khu du lịch sinh thái Hương Rừng nha bà con. Cái hướng trước mặt mình là từ Mẹ Năm Hải đi xuống đó. Đây là khu du lịch sinh thái Hương Rừng. Ở tại điểm du lịch sinh thái Hương Rừng này thì bà con và các bạn có thể mình bơi phà, chèo thuyền, và mình cũng có thể câu cá, và mình chài tôm, bắt cua, và mình cũng có thể nghỉ chân ở dưới những cái chòi lá và dưới những cái tán rừng có những cái không khí trong lành và thật là mát mẻ. Song song bên cạnh đó thì bà con và các bạn có thể thưởng thức được những cái món ngon đặc sản của rừng mà tự tay mình có thể bắt lên được và mình tự chế biến. Dính rồi. À, con cá này nó dính tầm bậy rồi, nó không có dính cái miệng. Ủa sao nó dính vô đây vậy ta? Ngồi vậy ta. Chà, cái tổ chim này là anh đang luôn hả anh Tấn? Này chắc đà điểu chắc chim gì. Bự quá. Dạ em chào anh. Xin chào. Xin lỗi anh tên gì ạ? Cảm ơn, tôi tên Nguyễn Hồng Bốn. Dạ. Ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Dạ. Bạc Liêu mình. Anh có thể trò chuyện với em tí được không anh? Ok. Hôm nay mình đến đây là mình du lịch hay sao anh? Tôi đến đây là tham quan du lịch môi trường du lịch sinh thái mới. Dạ.
của địa phương tôi. Rồi cái buổi tham quan du lịch này thì cái cảm nghĩ của anh như thế nào anh Bố? Tôi rất là mãn nguyện vì cuộc sống hàng ngày còn nhiều và vất vả, có nhiều áp lực. Khi mà ra đây tôi thấy nó nhẹ nhàng. Dạ. Vì cái môi trường và cái cảnh quan của khu du lịch sinh thái, tuy rằng chưa hoàn hảo, vẫn còn đang bước đầu phát triển, nhưng tôi cảm thấy tự nhiên có một cái gì đó làm tôi nhẹ nhõm lương tâm và thanh thản, thấy vui hơn. Đó là cái điều tâm nguyện của tôi. Rất là mong muốn môi trường này ở đây được phát triển ngày một lớn mạnh, có thể thu hút rất nhiều bạn bè, anh em, con cháu tôi và các đồng nghiệp của tôi về đây nghỉ ngơi. Chỉ cần mỗi người về đây nghỉ ngơi một lần là thấy có thể nhẹ nhàng tâm hồn, có thể trẻ lại hàng 10 tuổi và có thể vui vẻ. Ở đây có cả những đặc sản rất là tuyệt vời, có cả văn nghệ và giao lưu. Thực tế tôi cũng là khách thôi, nhưng mà tôi đến đây là lần đầu, nhưng mà thấy ở đây tuy là sơ khai nhưng mà tấm lòng người ở đây rất là mến khách. Mong rằng mọi người tin lời tôi về với quán này một lần để trải nghiệm xem lời nói của tôi có đúng hay không. Em cũng cảm ơn anh. Thực ra công việc thì mình nói chung nó cũng vất vả ở thành thị, thì hôm nay thì mình cũng đến những cái khu du lịch gọi là sinh thái. Thì cái khu du lịch này nó sẽ làm cho con người mình nó thoải mái hơn, cái không khí nó trong lành hơn ha anh ha. Nhất trí. Dạ. Cái này là tôi cũng là khách thôi, khách tham quan, rất là cảm ơn. Về đây trải nghiệm và đồng thời là cũng đưa cái hình ảnh đất và người và cảnh vật của địa phương tôi lên với bạn bè. Mọi miền lên đất nước. Cảm ơn. Dạ, nhân đây cũng cảm ơn anh và cũng chúc anh cái buổi du lịch này được nhiều cái trải nghiệm hay và nhiều cái thực tế và cái sức khỏe mình càng ngày càng tốt hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Cái này mình thả con cá gì xuống gì chị? Con cá thôi lòi á anh. Cái này mình chuẩn bị để cho khách tham quan người ta câu hay là... Khách có thể câu rồi lấy cái... Có một cái loại hình tức là mình làm cái xiên anh. Khách tự xuống đâu rồi xiên lên rồi nướng luôn. Hoặc là muốn bắt thì cái nôm này xuống rồi chụp. Mình dùng cái nôm này mình chụp cũng được ha. Thank you.
nướng muối ớt hả chị? Dạ đúng. Tôm này là tôm sạch nha bà con. Rồi mấy anh em mình cứ dùng thoải mái đi. Thật sản ra cả bông mú lưỡng á. Từ nay quay không được ăn mấy nào à? Quay không ăn được luôn thôi. Thôi vô đi đón nào, uống đi. Là thật sản món của cô này của anh em của mình rồi đó. Dạ. Cái loại cua này mình không cắt mình tách ra giống như cái kia được vậy hả? Dạ, dạ không anh ạ. Tức là cái giỏ nó có mỏng như thế gì đó, không? Dạ đúng rồi, tại vì nó cốm rồi mà ăn nó gần nột rồi à. Đó, cho nên mà mình ăn rất là tuyệt vời mà. Những cái con cua thì mình chỉ nột lên như này à. Nhưng mà con cua da thì đó, cái da nó mỏng như thế này thì mình cắt theo kiểu đó. Dạ, cua cốm nó cắt được nha các bạn. Đây, em đặt cua cốm này. À, dạ. Tuyệt vời luôn đó. Chúc tất cả mọi quá người trời ngon. Ngon miệng. Đã sau một buổi trải nghiệm thực tế. Đặc sản của em là món cua cốm, cua gạch, cua thịt bao chất lượng chắc. Mà chắc chắn sẽ không khảo, không bao giờ có hại được ngon. Đấy thì em cứ tuyển ở dưới rừng. Con nào mà đủ thịt em hãng bắt, còn con nào không đủ thịt các bạn thả xuống, con nước sau nó lại tự ra. Yeah. Đấy là cái mô hình của mình, nó tiện lợi chỗ đó, vì nó cũng chỉ như kiểu tự nhiên thôi mà anh. Mình cứ cảm thấy đủ thịt thì mình mới bắt. Nhưng cái cua cốm này khó khăn lắm mới có được nó, tại vì là mình phải bắt đúng biết cách, thì đúng cái ngày nó đang lột thì nó mới được như thế này. Đúng rồi, mình phải canh cái ngày phải không? Dạ, mình phải canh cái ngày đó. Nó mới nột được như thầy chứ không phải là đặc biệt bữa nào khách cho nó ôm nhau, con nào ôm là con đấy cốm đấy. Bữa nào mà bắt con nào ôm nhau ấy. Nột mà. Cái nột nữa vậy. Thế vậy uống cua còn ngon hơn cua kia. Bên em thì tức là khách có tự thể tự trải nghiệm. Yeah. Nhưng nếu mà đoàn em vẫn có thể tiếp được đoàn khách với số lượng đông. Yeah. Tức là khách đến với em đặt đồ trước. Yeah. Em sẽ gửi cái số điện thoại trên Google hoặc là trên cái trang web của em. Yeah. Tức là về du lịch sinh thái Hương Rừng đó. Thì khách có thể là đến đây đặt các cái hội nghị, ví dụ như tiệc cưới hay tiệc sinh nhật, rồi là các cái mô hình chẳng hạn như anh em trong công ty có thể đặt được đến đây để làm hội nghị đó. Yeah. Thì em vẫn nhận được, em tại vì ở đây em đang thành lập cái đội ngũ chị em trong cái tổ phụ nữ đấy, tức là chuyên nấu về đó, thì ở xã Vĩnh Hậu này thì cũng đã thành lập cái đội đó, cũng có lúc đi nấu ở cho xã khác và chờ trong tỉnh mình rồi đấy. Nói chung là ngoài cái tự trải nghiệm thì khách người ta có thể là đặt trước món ăn hoặc là người ta có thể nhờ mình nấu món ăn cho người ta vẫn đáp ứng được. Dạ, em có thể đáp ứng được khách, tức là khách muốn ngồi hưởng thụ trải nghiệm nhưng không phải đụng tay vô cũng được.